mã công phu tuyệt mật của trưởng môn Nam Huỳnh Đạo. Cách đây ít ngày, trưởng môn Nam Huỳnh Đạo tiết lộ ông đã bế quan 3 tháng để luyện nội công tâm pháp. Vậy thứ công phu này thực chất là gì, lợi hại đến đâu? Nói tới công phu thật sự của trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tướng Kiệt, có một vấn đề khiến dư luận đang rất quan tâm. Công phu mang tên nội công tâm pháp mà ông mới luyện thành thực chất là gì và khả năng thực chiến của nó lớn tới đâu? Để giải đáp câu hỏi này, chúng tôi đã liên hệ với võ sư Đinh Trọng Thủy, võ sư tiếng tâm của làng Vịnh Xuân, Việt Nam. Võ sư Đinh Trọng Thủy đã giải thích nội công tâm pháp thực chất phụ thuộc vào nền móng cơ bản và công phu riêng biệt của từng môn phái. Từ nền móng cơ bản xuyên suốt đến nâng cao, chuyên luyện từng tầng, từng khẩu quyết cũng từng môn phái. Thực chất đây là một khái niệm rất chiều tượng, nó tương tự như thằng đẳng thức trong toán học mà ta luôn phải lấy nó làm căn bản và không ngừng nâng cao lên. Còn để đánh giá về tính thực chiến của nội công tâm pháp thì đây đều là không đơn giản, bởi bản thân nó đã rất mơ hồ. Còn theo võ sư tên tuổi khác tại Hà Nội thì nội công tâm pháp là một dạng thiền võ. Người luyện nội công thì sức khỏe dẻo dai, độ chịu đựng của cơ thể tốt hơn, nhưng để đánh nhau thì có lẽ là không phát huy được mấy. Nói nôm na cho dễ hiểu thì nội công là luyện tĩnh, hít thở, tinh, huyết, khí, thần hòa trộn vào nhau làm cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, còn gọi là nội công tĩnh. Võ hiện đại họ chạy nhảy đẩy cũng là nội công động. Khi chiến đấu họ di chuyển quen đường, tuy nhiên sẽ chiếm ưu thế. Liên quan tới những khúc mắc giữa trưởng môn Huỳnh Tướng Kiệt với võ sư Vịnh Xuân Nam Anh, sau khi Huỳnh Tướng Kiệt ra thông báo chính thức về việc sẵn sàng gặp gỡ Loret bất cứ lúc nào, vị võ sư người Canada đã lập tức có hành động đáp trả. Để đả kích trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo, Ricker Coy Loret đã khẳng định: "Tôi muốn đấu với Huỳnh Tướng Kiệt trong một căn phòng tối, bởi nếu ông ta có khả năng thật sự, chắc chắn ông ta có thể thắp sáng cả căn phòng." Tripler Grand Coy Loret tiếp tục châm biếm vị trưởng môn tại thành phố Hồ Chí Minh khi cho rằng những công phu làm đối thủ như bị điện giật mà Huỳnh Tướng Kiệt thể hiện trên YouTuber thực chất chỉ là một màn kịch. Những ai tham gia làm phim có lẽ sẽ làm tốt hơn, và thậm chí nếu là những diễn viên thì họ hẳn sẽ diễn xuất chân thật và sinh động hơn. Sau khi châm biếm Huỳnh Tuấn Kiệt, vị cao đầu của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh đã tiết lộ rằng dự kiến ông sẽ về Việt Nam vào giữa tháng 7 và tỉ thí với 3 vị võ sư tại Việt Nam, trong đó có võ sư môn Karate Đoàn Bảo Châu. Liên hệ với võ sư Đoàn Bảo Châu, ông tiết lộ rằng cách ít ngày, mình và Lockrack đã trao đổi trực tiếp với nhau. Dự kiến trận tỉ thí của hai người sẽ diễn ra vào 20 tháng 7 tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video. Nếu như các bạn thấy video này và mang đến niềm vui thì các bạn hãy đăng ký, comment và share, like cho nhiều người cùng xem. Xin trân trọng chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.